Rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh Jibo Tuấn Nguyễn bên mình. Nay mình mới cập bến về cặp Jibo. Mình giới thiệu nhanh tới anh em ha. Bữa nay cặp Jibo chủ đề về những biểu tượng huyền thoại luôn anh em. Anh em trên tay vừa sang trọng mạnh mẽ cũng như là mang ý nghĩa phong thủy tuyệt vời luôn. Rất là sang trọng anh em. Bên phải là em đồng nguyên khối solid brass đít lồi khắc chìm họa tiết hình tượng chú rồng nha anh em. Biểu tượng rồng đang uốn lượn rất là mạnh mẽ, rất là đẹp luôn anh em. Dòng đồng nguyên khối ha. Biểu tượng rồng thì là biểu tượng huyền thoại nha anh em, mang ý nghĩa tuyệt vời luôn. Anh em trên tay cực kỳ sang trọng, làm quà tặng quà biếu cũng rất là ý nghĩa, tinh tế lắm anh em. Còn bên trái là em polish chrome cao cấp với hình tượng logo Jibo nghệ thuật được hãng chế tác rất là độc đáo, và họa tiết vân nổi guluche với hai phong cách vân hai bên, một bên là vân gợn sóng và một bên là vân hình cắt kim cương rất là độc đáo. Em cà ram trắng này cũng là hàng tuyển đó anh em. Anh em nào kết hai em nó cứ liên hệ trực tiếp mình ha. Số điện thoại 0909 828 779 nha. Còn giờ mình xin trên tay giới thiệu như nhanh tới anh em. Đây là em đồng nguyên khối họa tiết khắc chú rồng uốn lượn nha. Mặt sau cũng là chú rồng luôn. Em nó đáy bằng nha anh em, đáy lồi ha. Hàng chính hãng Jibo Mỹ luôn, dòng đồng nguyên khối solid brass. Hàng xịn bên mình thì anh em yên tâm, rất là nhảy lửa, giữ xăng lâu và rất là bền bỉ. Uy tín với anh em bao nhiêu năm nay ha, anh em yên tâm. Về xem giá hai em nó thì anh em nhấn vô tựa đề clip hiện ra ô mô tả ha, có giá hai em nó vô mô tả để anh em xem. Jibo Tuấn Nguyễn thì giao toàn quốc luôn, anh em cứ gọi điện 0909 828 779 là có người giao cho anh em chơi. Soi kỹ anh em xem ha, dòng đồng nguyên khối, họa tiết hình tượng chú rồng nha anh em, biểu tượng ý nghĩa ha, mang đến phong thủy tuyệt vời luôn. Còn đây là em polish chrome cao cấp với khắc chủ đề logo Jibo nghệ thuật và vân nổi guluche. Em này cũng mang đến một phong cách rất là độc đáo, ý nghĩa biểu tượng lắm anh em. Em nó đáy lõm ha, mặt sau trơn, cũng hàng zin luôn, new full box ha, chưa hề đụng chạm gì tới hết anh em. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hai em nó vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Jibo Tuấn Nguyễn ngay bên dưới, tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Jibo bên mình. Jibo Tuấn Nguyễn nào giờ thì uy tín với anh em, giao lưu với anh em toàn quốc luôn ha. Anh em cứ gọi điện là có hàng sở hữu chơi đó anh em, hàng zin chơi hay làm quà biếu quà tặng cũng rất là ok. Soi kỹ anh em xem ha, new full box Jibo Mỹ chính hãng nha anh em. Rồi bữa nay cặp Jibo bữa nay anh em nào ưng hai em nó cứ liên hệ trực tiếp mình nha. Hàng full box giấy tờ đầy đủ. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha, chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe ha, luôn luôn vạn sự như ý và hạnh phúc may mắn. Tạm biệt anh em.